Nhiều đường dây người đẹp bán dâm từng bị triệt phá. Những năm qua, công an đã triệt phá nhiều đường dây bán dâm của người mẫu, hoa khôi, hoa hậu nổi tiếng, giá hàng trăm triệu đồng một lượt đi khách. Ngày 7 tháng 9, Cục Cảnh sát Hình sự, Bộ Công an khởi tố bị can, tạm giam Lê Hoàng Long, 31 tuổi, quê Hải Phòng, về hành vi môi giới mại dâm. Long bị tình nghi là tù ông tổ chức, điều hành đường dây môi giới mại dâm liên quan đến giới showbiz vừa bị Cục Cảnh sát Hình sự triệt phá. Trước đó, qua công tác điều tra, ngày 25 tháng 8, Cục Cảnh sát Hình sự phối hợp Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, Bộ Công an và Công an thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra và bắt quả tang hai đôi nam, nữ đang mua bán dâm tại hai phòng thuộc một khách sạn cao cấp ở quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Long thừa nhận đã môi giới vụ này và đây là hai cô gái nổi tiếng trong giới showbiz Việt Nam, từng đạt thứ hạng cao trong các cuộc thi hoa hậu. Theo cơ quan điều tra, giá mỗi cuộc mua dâm 15.000 USD, khoảng 360 triệu đồng, trong số này Long trả cho mỗi cô 60 triệu đồng. Đáng chú ý, Long còn khai nhận đã môi giới mua bán dâm cho một số gái bán dâm khác là hoa hậu, á hậu, người đẹp trong giới showbiz ở Việt Nam và của Hàn Quốc. Bên cạnh đó, Long có thể thông qua đối tác nước ngoài để môi giới mại dâm cho một số người đẹp hoạt động trong giới showbiz của một vài nước châu Á khác với giá lên đến vài chục ngàn USD. Theo cảnh sát, các nghi phạm môi giới và mua bán dâm thường câu kết hoạt động một cách tinh vi, bí mật, chặt chẽ, khép kín trên nguyên tắc có sự quen biết hoặc người quen giới thiệu. Thông tin về người mua dâm thường được đối tượng môi giới và gái bán dâm kiểm tra kỹ lưỡng. Theo điều tra, Lê Hoàng Long bị điều tra từ sau khi cơ quan cảnh sát điều tra phá đường dây mua bán dâm do Lục Triều Vĩ, 29 tuổi, quê ở thành phố Đà Nẵng, làm tù ông. Đường dây này cũng chủ yếu môi giới mại dâm với gái bán dâm hoạt động trong giới showbiz, hoa hậu, người mẫu phục vụ đại gia. Ngày 13 tháng 7 năm 2020, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an tạm giữ hình sự Lục Triều Vĩ, 27 tuổi, quê Đà Nẵng để điều tra làm rõ về hành vi môi giới mại dâm. Trước khi trở thành tù ông điều hành đường dây mại dâm chục nghìn USD, Vĩ từng có thời gian làm quen với các hoạt động mại dâm ở một số thành phố lớn trên thế giới. Sau khi về nước, Vĩ tham gia vào làng giải trí, mục đích để tiếp cận các người mẫu, chân dài đưa vào đường dây để mua vui cho các đại gia. Trước khi bắt Vĩ, chiều ngày 12 tháng 7, Cục Cảnh sát Hình sự C02, Bộ Công an phối hợp Công an phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bất ngờ kiểm tra khách sạn 4 sao trên đường Tôn Đức Thắng. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt quả tang 3 người mẫu đang có hành vi mua bán dâm. Cùng lúc, tổ trinh sát khác ập vào chung cư cao cấp ở quận 7, bắt Lục Triều Vĩ, 27 tuổi, quê Đà Nẵng, đang điều một số diễn viên, người mẫu khác phục vụ cho khách hạng sang. Một trong ba cô gái trong đường dây mại dâm bị bắt quả tang, bán dâm ở khách sạn 5 sao được giới thiệu là hoa hậu người Việt tại nước ngoài. Qua làm việc, ba cô gái này khai nhận được Lục Triều Vĩ điều đến khách sạn này, bán dâm cho ba doanh nhân với giá từ 18.000 đến 30.000 USD. Đường dây quy tụ người mẫu, Macca. Năm 2019, Công an thành phố Hồ Chí Minh triệt phá đường dây bán dâm quy tụ á hậu, người mẫu, MC khi 4 cặp nam nữ đang mua bán dâm tại khách sạn ở quận 5, thành phố Hồ Chí Minh, công an xác định có một người bán dâm là á hậu đi khách, giá 7.000 USD và một người làm nghề MC đi khách giá 1.500 USD cùng với hai chân dài khác hành nghề người mẫu đi khách với giá vài trăm USD. Công an xác định Kiều Đại Dũ, 23 tuổi, quê Bình Định, là người môi giới, điều các á hậu, người mẫu, MC bán dâm cho đại gia với giá từ 7.000 đến 25.000 USD. Các chân dài trong đường dây của Dũ còn nhận ngủ qua đêm với giá gấp 3 và đi tour với giá gấp 10. Các khách hàng của Dũ chủ yếu là những doanh nhân nổi tiếng và những người buôn bán lớn. Tháng 7 năm 2019, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh mở phiên xử sơ thẩm đối với bị cáo Kiều Đại Dũ và tuyên phạt mức án 5 năm tù, hoa khôi bán dâm nghìn USD. Trước đó, tháng 8 năm 2017, PTTH bị bắt quả tang khi đang có hành vi mua bán dâm tại những khách sạn tên tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Đường dây này có sự tham gia của 30 người đẹp. Trước khi làm tú bà, PTTH là hoa khôi thời trang Việt Nam. Trước đó, hát được NTN vốn là á khôi một cuộc thi sắc đẹp năm 2017. Giới thiệu đi phục vụ khách với giá 2.500 USD, N cũng bị bắt trong đường dây này. Đường dây này hoạt động hoàn toàn khép kín. Mức giá đi khách của các chân dài trong đường dây này từ 700 đến 1.500 USD trên lượt, trên người. Ngày 26 tháng 4 năm 2018, Tòa án Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã mở phiên tòa xét xử 4 bị cáo và tuyên phạt các bị cáo gồm PTTH 2 năm 6 tháng tù, NTN 2 năm tù treo.